giá hay cố thủ găm tiền chờ năm 2020 trong tháng 10 và tháng 11 thị trường xe hơi Việt chứng kiến sự giảm giá của khá nhiều mẫu xe với mức trung bình giao động từ 20 đến 40 triệu đồng trên xe như trường hợp của các mẫu xe Fortuner và Innova của Toyota hay Mazda CX5 của Trường Hải cá biệt có mẫu xe của Audi, Subaru, Chevrolet được giảm giá mạnh từ 80 triệu đồng đến gần 300 triệu đồng một chiếc đây là mức giảm cao nhất trong năm đối với các mẫu xe có trên thị trường tuy nhiên theo nhiều khách mua xe các mẫu xe giảm giá trong tháng 11 chủ yếu tập trung vào xe phân khúc cao cấp, xe tiền tỷ, những người có tiền để mua xe nhỏ, giá rẻ khó có thể tiếp cận các mẫu xe giảm giá nói trên. Trên thực tế, không phải năm nay mà một vài năm trước, xe giảm giá, khuyến mãi vẫn chủ yếu tập trung vào các dòng xe giá cao, xe ế khách. Việc giảm giá của các hãng đối với các mẫu xe này vẫn không giúp doanh số tăng lên, thậm chí còn tác động ngược cho năm sau.